Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Hôm nay tôi được Nam gia chủ mời đi Phú Quốc Kiên Giang xem phong thủy cho một shop. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Phú Quốc. Trong chuyến đi này tôi có tiếp thêm hai vị gia chủ mới ở Phú Quốc. Anh gia chủ cho xe đón nhóm chúng tôi tại sân bay và cùng ăn trưa. Thời tiết hôm nay khá là đẹp. Đây là một ngôi nhà tọa tỵ hướng hợi, tức là cung Tây Bắc. Trong vượng 8, đây là quẻ vượng sơn vượng hướng. Nếu bên ngoài nhà có đường thông thoáng, phía xa có nước chủ về vượng tài. Phía sau nhà nếu có núi hoặc có tòa nhà cao tầng chủ về vượng đinh. Cửa chính của shop nằm ở cung khá là xấu, có tổ hợp nhị hắc và tứ lục đồng cung. Nhị thuộc thổ, tứ thuộc mộc, mộc thổ khác nhau ở cửa khí là điều không tốt. Ghế của người quản lý cũng ở cung này. Trong một hộ kinh doanh hay là shop, những việc quan trọng như quản lý, thu ngân, bàn thờ nên ở cung có khí tốt. Việc xấu nhất với lá số của anh gia chủ là anh ta kỵ hỏa thổ. Anh ta lại dùng màu sơn nâu thuộc thổ và vàng sậm thuộc hỏa là điều vô cùng bất lợi. Với hộ kinh doanh hoặc nhà đang ở, việc xem phong thủy là bài trí đồ đạc, vật dụng, nơi ngồi làm việc, vật phẩm phong thủy hoặc là tranh ảnh là có thể xoay chuyển được vận khí. Dĩ nhiên chúng ta khó lòng thay đổi nhà vệ sinh, phòng ngủ hoặc bếp. Mục đích xem phong thủy là bài trí hài hòa, phù hợp thẩm mỹ và tiện ích sử dụng, mang lại vận tốt, giảm đi điều xấu. Tháng sau có lẽ tôi sẽ quay lại Phú Quốc tiếp thêm hai vị gia chủ mới. Các bạn có thể tham khảo thêm những kiến thức phong thủy trong kênh của Khải Toàn.